Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estinfor hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Chào mừng các bạn đến với tin tức 360 độ. Cũng đã trôi qua 2 ngày kể từ ngày tập Nam Dân Ninh Men Việt Nam phát sóng. Rác hoàn toàn biến mất, nhưng điều khán giả cảm thấy khó chịu là khi rác bốc hơi sạch sẽ ở gian Ninh Men. Ekip cũng không một lời giải thích nào trên truyền hình. Ekip dân Ninh Men Việt Nam hoàn toàn không giải thích cho sự vắng mặt của Jack trong chuyến ghi hình ở Hàn Quốc. Trong khi trước đó Jack được xem như là một thành viên quan trọng của dân Ninh Men, khi là nhân tố mới cũng như là nhân tố có độ hot cao, lượng khán giả tẩy chay chương trình nhiều khi Jack dính drama về chuyện tình ái, cho rằng anh không xứng đáng chơi với chương trình nữa. Nhưng rồi khi Jack không bay màu nhà sản xuất không hề đá động gì tới cũng lại khiến khán giả xôn xao nhiều hơn. Việc không nhắc đến Jack cho thấy sự không tôn trọng về chàng ca sĩ này. Lúc không drama thì xôn xao, lúc có drama lại lẳng lặng cho rút từ từ. Tối ngày 17 tháng 10, tập 5 Jun Ninh Men Việt mùa 2 đã chính thức lên sóng. Đây là tập phát sóng được nhiều khán giả mong đợi vì không những xoay quanh chuyến đi Hàn Quốc của các thành viên Việt Nam mà còn vì để xác nhận xem liệu Jack có xuất hiện sau những ồn ào về đời tư. Trong tập 5, dàn cast chỉ có 8 thành viên, hoàn toàn không có sự xuất hiện của Jack. Tuy nhiên, ở phần mở đầu, ekip chương trình cũng không đả động gì đến lý do Jack không sang xứ sở Kim Chi ghi hình cùng mọi người. Thời điểm trước khi cả đoàn sang Hàn, anh lùm xùm tình ái bắt cá nhiều tay, có con với hot girl Thiên An, Jack biến mất khỏi dân Ninh Men Việt Nam mùa 2 sau 4 tập lên sóng mà không có lời giải thích hay thông báo nào từ ban tổ chức. Góp mặt trong 4 tập ngắn ngủi, Jack không để lại nhiều ấn tượng đặc sắc. Jack bỗng vướng phải scandal chấn động khiến mọi kế hoạch dường như phải thay đổi, trong đó có việc ghi hình cùng đồng đội ở xứ sở Kim Chi. Câu hỏi về việc liệu Jack có còn trong đội hình chính thức nữa hay không luôn được khán giả quan tâm hàng đầu và chờ đợi được giải đáp ở tập 5 lần này. Tuy nhiên, tập này đã mở đầu bằng việc 8 thành viên xuất hiện tại Hàn Quốc và bắt đầu thực hiện thử thách, hoàn toàn không đề cập đến sự vắng mặt của cậu út Jack. Về phía chương trình, ngoài động thái thay ảnh bìa chỉ có 8 thành viên, thì hoàn toàn không lên tiếng về việc đi hay ở của Jack. Trước động thái của dân Ninh Men Việt Nam, netizen đa số đều bày tỏ rằng không có Jack và coi liền. Có vẻ như scandal chấn động hồi tháng 8 vẫn ảnh hưởng khá nhiều đến hình ảnh của nam ca sĩ Hoa Hải Đường. Thế nhưng cũng có làn sóng khán giả khó chịu về nhà sản xuất khi ậm ừ không đề cập gì tới Jack vắng mặt. Sự khó hiểu này khiến mọi người không biết liệu anh đang còn chơi hay không, hay im ắng rồi lại quay lại trong dàn cast 9 người. Nói đi nói lại vẫn thấy người tiếc nuối khi không còn Jack, người vui mừng khi được xem dân Ninh Men thoải mái hơn. Nhưng nhìn chung 4 tập qua Jack cũng là một chàng trai vô cùng đáng yêu. Trong 4 tập dân Ninh Men Việt Nam mùa 2, Jack tạo được nhiều dấu ấn khó quên tại hành trình ngắn ngủi này. Là thành viên mới của dân Ninh Men Việt Nam mùa 2, Jack có lẽ là cái tên gây nhiều tranh cãi nhất. Không chỉ gây ảnh hưởng về scandal đời tư mà việc xuất hiện tại sân chơi này cũng bị khán giả đánh giá là chưa đủ hài hước, không hợp khởi xếp chương trình. Tập đầu tiên là tập sóng gió nhất với giọng ca Hoa Hải Đường, bởi scandal chưa lắng xuống nhưng Jack vẫn xuất hiện trên sóng truyền hình. Rất nhiều bình luận phản đối, thả biểu tượng phẫn nộ trên các trang mạng xã hội, có bài đăng về dân Ninh Men Việt Nam yêu cầu Jack rời chương trình, chỉ trích nhà sản xuất coi thường khán giả. Ở tập 1 này, chàng ca sĩ sinh năm 1997 bị chê kém sắc hơn so với hình ảnh ekip đăng tải. Phần lớn thời lượng dành quay Jack cũng được cư dân mạng la ó. Bên cạnh đó, cách nói chuyện trống không với tiền bối của nam ca sĩ cũng gây tranh cãi. Dù thế, Jack cũng sở hữu kha khá mem hài hước để các đóm fandom Jack có thể lưu về dìm hàng thần tượng. Sang đến tập 2, Jack xông xáo và lan xả hơn ở các thử thách, nhất là ở phần đá bóng. Vì là người có kinh nghiệm nên anh chàng không khó để nhập cuộc mà còn chơi rất cử khôi, dễ dàng đá thủng lưới đội bạn. Nhưng cũng kể từ đây, Jack bị soi ra nhiều hành động quá thoải mái dẫn đến tranh cãi. Như trong clip hậu trường, Jack bất ngờ dùng chai nước rộng ném thẳng vào mặt Trương Thế Vinh. Điều này đã khiến voi biển đã hết sức bất ngờ và choáng váng. Trong tập 2, cậu út cũng dùng chân đạp thẳng vào người Trương Thế Vinh khi anh vừa thất bại trong thử thách ném bowling. Chuyện này thậm chí còn đến tai Trương Thế Vinh khi anh bị một khán giả hỏi về hành động của Jack, bị Jack cho chai nước vào mặt, anh cảm thấy sao? Giọng ca Tình Yêu Hoa Gió đã có lời đáp trả, anh thấy người hỏi câu này rất hẹp hòi và nhỏ nhen. Ở tập 3 và 4, cách chơi của Jack tiếp tục bị đem ra mổ xẻ. Trong thử thách xé bảng tên đầy gay cấn,
Giác không hỗ trợ đồng minh mà chăm chăm tìm cách thoát thân ở nhiều tình huống. Cư dân mạng nhận xét anh chàng chỉ lo chạy chứ chưa thấy sự xông pha, nhập cuộc cùng đồng đội, phần chơi dưới nước cùng với Trường Giang để giúp khách mời Min vượt sào. Giác cũng lộ yếu điểm về thể lực, khiến cho cả đội ngụp lặn dưới nước, không thể nào tìm cách vượt được thử thách. Dù chỉ trải qua 4 tập ngắn ngủi, nhưng không thể phủ nhận Giác cũng đóng góp nhiều khoảnh khắc ấn tượng cho chương trình. Chính vì vậy, việc anh chàng không thể tiếp tục tham gia cũng để lại niềm nuối tiếc cho một số khán giả. Và bên cạnh đó, việc khi có Giác, netizen choáng khi lượng fan của Giác đồng loạt cày view cho idol mình rất cao. Nhưng mọi người vẫn băn khoăn liệu mất Giác rồi lượng view sẽ giảm hay tăng. Khi số lượng người ghét Giác bắt đầu vào coi, số lượng đốm còn cày view cho chương trình hay không. Nhưng có một sự thật, lượng view tập 5 đang cao hơn nhiều so với những tập có Giác, khi hiện tại Dân Ninh Men Việt Nam đang có khoảng 4 triệu năm view hơn xa các tập trung bình một ngày tầm 1 triệu năm view. Nhưng xét tập 4 hiện tại là 7,3 triệu view thì mỗi ngày ước tính chỉ có 1 triệu view, lượng view tăng nhiều so với trước. Có lẽ Giác vẫn là thành phần quan trọng để có view cho show. Bạn nghĩ rằng Giác sẽ quay lại và Giác có nên quay lại hay không? Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc Giác đến với Dân Ninh Men trong 4 tập vừa qua nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video chúng tôi. Hãy để lại ý kiến của mình với chúng tôi nhé!